Một bắt đầu câu đầu tiên. Hoàng nghĩ nào về cái pha bỏ lỡ của em ở trong trận đấu? Đừng khóc nhé. Ra đấy em khá đáng tiếc vì mình đối mặt với thủ môn mà bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ạ. Nhưng mà em sẽ cố gắng cải thiện để làm những gì tốt hơn. Hoàng nghĩ rằng là sau trận đấu với một đội tuyển mạnh như Đức thì những thủ trẻ như các em ấy đã cải thiện rất nhiều thứ không? Và em có thể nghĩ là những thứ mà em cải thiện là những điều gì? Sau trận đấu đấy em nghĩ là em và cả đội đều có được học hỏi được nhiều thứ của đội bạn ạ. Và em cụ thể là gì? Em thấy em cụ thể gì? Những thứ mà em thấy ở đội bạn mà mình có thể bạn đá lối đá nhanh nhẹn và chơi trước khi ra sân ở những cái trận đấu ở châu Âu ấy thì em lo lắng nhất là điều gì về bản thân em? Nếu mình ra sân em lo lắng nhất cái điều gì? Em thì lần đầu tiên được đi châu Âu và lần đầu tiên đá với một đội tuyển mạnh như thế, cầu thủ trẻ như em cũng khá là rụt rè và chưa được tự tin. Vậy thì sau trận đấu đó thì em có nghĩ là mình vượt qua được đúng không? Em nghĩ là qua từng trận đấu thì bọn em sẽ cải thiện được nhiều và sẽ tự tin vào bản thân mình. Câu cuối cùng nhé. Câu hỏi vui một chút là trên mạng vừa lan truyền cái ảnh của em giống Đoàn Văn Hậu ấy, thì em có xem không và em có thấy như thế nào khi bản thân mình giống như thế này không? Em cũng có xem qua cái ảnh đấy rồi nhưng mà em cũng biết sao lại giống như thế đấy. Không biết cảm xúc như thế nào. Em được người ta ví giống như đàn anh thì em rất vui ạ. Cảm ơn mọi người nha.